Xin chào quý vị và các bạn. Em lại tiếp tục lên cho quý vị và các bạn một con máy xót son sọt của Lationan nhé. Con máy rung của Lationan. Đấy, con máy này thì em sẽ thanh lý nhé. Con máy em sẽ thanh lý nó. Trên này nó có một cái kiểu dạng như trang trí. Đó. Nó có một cái này để ốp ở trên này. Cái nhựa ốp trên này để cho nó đẹp. Đó. Ốp trên này cho nó đẹp thì gọi là để thiết kế cho nó hoành tráng ấy. Đó gọi là để thiết kế cho nó đẹp đấy thì nó lại bị rơi mất nhá. Đấy. Thì nó bị rơi mất đó. Thì đây là cái phần đầu của nó vẫn hoạt động bình thường không vấn đề gì. Con này máy này siêu sao luôn, con máy này chất như nước cất so với những con máy khác thì con máy này của nó là thuộc dạng là quá ok luôn đó. Tuy nhiên nó bị mất cái phần đấy thì em sẽ bán thanh lý nhá quý vị nhá. Đây, hoạt động của nó thì nó hay hơn các con khác. Các con khác thì nó thẳng thôi. Các con khác thì nó thẳng. Nhưng con này thì nó cong đây. Chẳng hạn ví dụ quý vị cầm này để chĩa vào lưng. Đó. Đây em sẽ tả luôn này. À, ví dụ tôi đang cầm này chĩa vào lưng này. Đó. Đó. Thì nó đây ví dụ cầm này chĩa đằng sau lưng đây. Chẳng hạn lưng của quý vị đây. Thì nó có cơ thể cầm. Nó có thể cầm để nó ấn vào lưng được nhé quý vị nhé. Đây quý vị nhìn này. Nó cầm như thế này. Và từ đây đây quý vị nhìn này. Đó. Còn khi quý vị cầm thẳng này, máy nó thẳng thì quý vị nhìn này đấy, mình cầm nhài thì nó sẽ vào lưng, nó sẽ cũng vào nhưng mà sẽ rất là khó như quý vị nhé. Đấy, nó sẽ rất là khó vào lưng. Thế đây là máy rung làm kiểu dạng máy massage quý vị đấy. Đấy, massage làm tạo thư giãn cơ thể rồi làm cho cơ thể hồi phục lại đấy. Đây em mát các thứ nó vẫn còn này đấy, rất là ok nhá quý vị nhá. Đây đấy, nó vẫn sử dụng như những cái khác này. Đó. Không khác gì cái khác cả, nó vẫn sử dụng bình thường như những cái khác nhưng vì nó mất cái này cho nên em bán thanh lý. Con này bình thường của nó sẽ là 800 nhé, bình thường của nó sẽ là 800 đến 809. Tuy nhiên là nó rất là lãng phí, nó rất là phí luôn bởi vì chỉ một chút này thôi. Đấy. Nên cái này thì về quý vị có thể tự làm được, cái là bỏ lại hoặc là để nguyên được không vấn đề gì, chả vấn đề gì cả, mình sử dụng bình thường đó. Đấy. Thì con này đây, con này hơi bị vít đấy, con này hơi bị vít. Thôi con này em bán thanh lý, con này của nó là điện 100V nha quý vị nhá. Quý vị lưu ý điện 100V của Lationan nhá. Điện 100V của Lationan. Và những con này thì của nó rất là chất, chất như nước cất quý vị đó. Đây, con này nó có cái đặc điểm này, đấy, xoay được nhá. Đấy, quý vị nhìn này, đấy, nó hơn các con khác ở đặc điểm là nó có thể xoay. Đấy, đấy, đây, đấy. Cầm này cũng được này, cầm này cũng được mà thuận theo chiều, để thuận theo chiều nhé. Đó. Đây. Ví dụ cầm này để thuận theo chiều cũng được, hoặc là ví dụ cầm này để xoay đấm vào lưng được nhé. Đó. Đấy. Hoặc là cầm này để theo chiều tay khác. Đó. Theo chiều tay khác được. Con này nó rất là ok so với các con khác, nó rất ok. Con này em sẽ thanh lý giảm 50% quý vị nhé. Em sẽ giảm thanh lý 50%. Còn có 420.000 con này. 420.000 cho con máy massage rung này nhá. Đấy, massage rung. Đó. Đây. Và em nói luôn, tất cả những các bác mà nhiều tuổi thích con máy này cực kỳ. Đấy, đấy là một bật mí. Và các bác mà không mua được con máy này thì thôi rồi, em nói khẳng định luôn là các bác tiếc luôn. Tiếc là vì lý do gì? Và trước em có bán một số những cái dòng máy rung này về và các bác bảo ui rồi cháu ơi bác tiếc quá, bao giờ có thì giới thiệu cho bác. Đấy, cũng đã 4 5 tháng rồi. Bây giờ lại nó lại về tiếp dòng máy này nhá quý vị nhá. Đấy. Và khi mà rung này thì chỉ có những người nào bị mệt mỏi, những người nào già, những người nào mà hay lao động làm việc mệt mỏi nặng nhọc thì mới hiểu được. Còn có thể những người làm văn phòng, văn phèo cũng sử dụng như bình thường. Còn những người mà khỏe mà cả ngày đi chơi rồi tận hưởng rồi nhảy nhót các kiểu có khi chả vấn đề gì thì em nghĩ là cũng sẽ cân nhắc. Đó. Nói chung là cứ hoạt động ban ngày thì kiểu gì kiểu khi về nhà thì nó cũng sẽ có vấn đề với cơ thể, nó không thể nguyên bản được. Và dòng máy này chúng ta sẽ làm cho cơ thể nó phục hồi phần nào nha quý vị nhé. Đó. Dùng đấy, chúng ta dùng như thế này đó. Và chúng ta chỉ có tận hưởng và thưởng thức lại là đây này đấy, dùng rất ok, tận hưởng thưởng thức đó. Những cái mà gọi là tuyệt vời của nó.
Rồi, ok. Đó. 420.000 cho con máy này. Quý vị nào lấy thì alo ngay cho em nhé. Đó. Đó. Sản phẩm này không có nhiều đâu quý ạ. Đó. Rồi em xin đọc số điện thoại nhé. 0966 594 581. Hoặc quý vị có thể liên hệ thêm một số nữa là 097 989 1682. Địa chỉ 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Em xin được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.